cô gái tiêm filler môi 32 lần vì mong giống búp bê. Vì mong giống búp bê, Andre Ivanova, cô gái 25 tuổi người Bulgaria, đã chi hơn 9.000 USD, khoảng 225 triệu đồng, để tiêm filler môi đến 32 lần. Theo New York Post, dù được cảnh báo về khả năng tử vong vì lạm dụng hóa chất, cô vẫn không dựng lên kế hoạch làm đẹp. Tính đến nay, sau 4 năm, Andre Ivanova đã thực hiện thủ thuật tiêm filler môi 32 lần và dường như đã nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trên trang Instagram với hơn 23.000 người theo dõi, Andre Ivanova thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân. Mà nổi bật nhất là đôi môi tèo quá khổ. Mặc dù vậy, cô gái 25 tuổi này tự hào khi tự nhận là người có đôi môi dày nhất thế giới. Andre Ivanova cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục với niềm đam mê phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Cụ thể là đã lên kế hoạch gọt hàm và độn cằm để hướng đến việc trở thành người có cằm nhọn và thon dài nhất hành tinh. Với tôi, hình mẫu hoàn hảo và lý tưởng chính là búp bê Brad, nhân vật có đôi môi dày, to hơn so với tổng thể khuôn mặt. Andre Ivanova chia sẻ trên New York Post. Cũng theo Andre Ivanova, nhờ sự nổi tiếng từ đôi môi, cô thường xuyên được những fan hâm mộ hẹn gặp, mời đi du lịch miễn phí. Đôi môi này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi thấy mình đẹp hơn trước rất nhiều, cô gái 25 tuổi người Bulgaria khẳng định. Mặc dù vậy, Andre Ivanova cũng chia sẻ những góc khuất xoay quanh câu chuyện tiêm filler môi đến 32 lần. Đó là thường bị các chuyên gia y tế cảnh báo có thể gây hoại tử vị trí tiêm hoặc biến dạng gương mặt. Thậm chí có khả năng gây tử vong trong lúc thực hiện thủ thuật nếu lạm dụng việc tiêm filler một cách thường xuyên. Andre Ivanova còn phải đối diện với sự phản đối gay gắt của gia đình, bạn bè, người thân vì sở thích tiêm filler môi. Và nhất là, cô gái này thường xuyên bị bắt nạt trực tuyến khi liên tục nhận được những lời kỳ thị, miệt thị, bình luận xúc phạm, khiếm nhã của cư dân mạng. Nhưng mặc kệ tất cả, điều quan tâm hơn cả là cách giữ cho đôi môi luôn mềm mịn, căng bóng, Andre Ivanova nói.